Vitamin B12 nó có rất là nhiều cái tác dụng để bổ máu này, để chống thiếu máu. Thì người ta đã phát hiện ra rằng tác dụng của B12 nó có tác dụng tiêu hao được cái lượng mỡ dư thừa trong nội tạng. Xin chào các bạn, lại là dược sĩ Nguyễn Thúy đây. Hôm nay lại tiếp tục trong cái chuỗi series chia sẻ về việc nguy hại của mỡ nội tạng. Thì ngày hôm nay Thúy lại chia sẻ cho đến tất cả mọi người để biết cách mình điều trị giảm mỡ nội tạng như thế nào. Thì trong điều trị việc giảm mỡ nội tạng nó khác hoàn toàn so với điều trị việc giảm cân béo phì. Nếu như mà chúng ta chỉ có một cái chế độ ăn uống hoặc là một cái chế độ tập luyện không thôi thì cái mỡ nội tạng là rất là khó. Khác biệt ở đây này, trong việc điều trị mỡ nội tạng là chúng ta phải dùng những cái sản phẩm để hỗ trợ để tăng cái lượng mà tiêu thụ đốt cháy cái mỡ, lượng mỡ ở trong cơ thể chúng ta. Đây là cái mà hiện nay rất là nhiều người họ đang quan tâm, vì cái mỡ nội tạng của chúng ta mắt thường chúng ta không thể nào nhìn thấy được, mỡ máu cao cũng không thể nào nhìn thấy được, và chúng ta phải tìm cách nào đó để tiêu hao đốt cháy được cái lượng mỡ ở trong nội tạng. Để đạt được cái mục tiêu trong việc đốt cháy cái lượng mỡ thừa này thì ngày hôm nay tôi lại chia sẻ cho các bạn một cái giải pháp như thế này. Thứ nhất đó là các bạn phải có được cái thành phần vitamin B12. Vitamin B12 nó có rất là nhiều cái tác dụng để bổ máu này, để chống thiếu máu. Thì người ta đã phát hiện ra rằng tác dụng của B12 nó có tác dụng tiêu hao được cái lượng mỡ dư thừa trong nội tạng, đốt cháy cái lượng mỡ nội tạng để giảm cái lượng mỡ. Cái thứ hai là người ta phát hiện ra ở trong những cái thảo dược thiên nhiên mà nó có chất acid citric, nó ở một cái mức độ acid rất là thấp, gần như là trung tính. Đặc biệt là cái acid này khi mà nó vào trong cái cơ thể của chúng ta, nó có tác dụng tăng cường tiêu mỡ và giảm bớt được cái lượng mỡ ở trong máu, đốt cháy được cái lượng mỡ cung cấp những cái calo ra bên ngoài và để giảm được cái lượng mỡ ở trong cơ thể. Đấy là một cái thành phần sinh học nha mọi người, sinh học. Thì vừa nói cho mọi người, một là cái vitamin B12, cái thứ hai là acid citric. Đây là hai cái mà người ta phát hiện nó sẽ có tác dụng tăng cường được đốt cháy được cái lượng mỡ, từ đó là áp dụng rất tốt cho việc mà để chúng ta giảm được cái lượng mỡ ở trong nội tạng. Và cái thứ ba nữa bạn cần biết đó chính là chất xơ. Nó giữ một vị trí rất là quan trọng trong việc mà mình quá trình mà làm giảm hấp thu các cái thành phần mỡ và các cái hợp chất carbon hydrate ở trong những cái thực phẩm mà chúng ta ăn uống vào này, thì cái hệ tiêu hóa nó làm tăng giảm cái tích tụ mỡ ở trong các cơ quan nội tạng. Như vậy thì để mà chúng ta giảm được mỡ nội tạng, phải lưu ý thứ nhất là chúng ta phải giảm được cái việc hấp thu carbon hydrate để giảm quá trình tích tụ mỡ nội tạng. Cái thứ hai là dùng các cái chất sinh học như là vitamin để tăng cường đốt cháy cái lượng mỡ ở trong nội tạng. Thì mong rằng là những cái chia sẻ của Nguyễn Thúy sẽ giúp cho các bạn để quá trình mình chăm sóc sức khỏe được tốt hơn. Vâng, nếu như mà các bạn thấy rằng cái video này hay, hãy bấm theo dõi kênh của dược sĩ Nguyễn Thúy để nhận được những cái video sớm nhất từ tôi. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn nhé.